2000 years later. Việc rồi. Bây giờ mình quay trở về Sài Gòn. Hành lý sắp xếp xong hết rồi. Do là mình xuất phát hơi muộn mà mình có đến 1000 cây số để vượt. Cho nên là chắc chắn là không thể về kịp Sài Gòn với tình hình giao thông vào chủ nhật và kiểm soát tốc độ ở quốc lộ được. Mình đi quốc lộ về. Nên là mình chỉ cố gắng chạy về được đến đâu thì hay bấy nhiêu thôi. Chạy đến đâu thì hay đến đó. Rồi hôm sau mình sẽ khởi hành sớm hơn. Nó rút ngắn cái quãng đường lại. Bình thường mình đi Sài Gòn Đà Nẵng cũng phải mất 14-15 tiếng. Nên kiểu này là không có thể nào về nhà kịp trước 12 giờ khuya. 11:40 ha. Từ khách sạn. Bây giờ mình sẽ đi theo cái hướng đường đi qua Quảng Nam, đi qua Hội An rồi ra Tam Kỳ. Thì đi cái đường trong. À, mọi người đón xem hành trình về của mình ha. Mình sẽ ghé qua Ngũ Hành Sơn với lại Hội An một chút. Ra đến đây mà không ghé hai cái đó thì nó cũng ổn một lần đi. Sáng làm gì ở đây? Nó Ngũ Hành Sơn đó. Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Tình hình du lịch Đà Nẵng ảm đạm lắm mọi người. Sáng đi đi một vòng, thấy chủ nhật mà
vắng hoe khách nè, bến du thuyền gì cũng đóng cửa. Này tình hình này phục hồi còn lâu lắm. Gần như hôm nay thấy dân địa phương chính thôi chứ khách du lịch không có. Thành phố chuyên làm nhà dịch vụ mà tình hình kiểu này nhìn buồn. Buồn hiu à. Thấy Hội An không? Chủ nhật đó, chủ nhật mà nó vắng vậy đó. Kiểu này thì đúng là cái dịch bệnh này nó làm người ta mệt mỏi quá. Hội An đâu có làm gì ngoài du lịch mà khách khứa kiểu này thì chết rồi. Gần như dân địa phương không, vắng như chùa Bà Đanh, quán xá đóng cửa hết trơn. Nhưng mình qua khu phố cổ coi, nói mọi người hình dung ha. Không có bóng dáng khách du lịch luôn. Không biết đi xuống chùa Cầu à. Đi xuống chùa Cầu được không? Rồi chán chết. Quán cao lầu này hồi đó mình hay ăn. Vòng cho mọi người ha, chùa Cầu nè đó. Đây Hội An ngày chủ nhật, Hội An ngày chủ nhật đó. Điểm check in hải đến đang ở Hội An mọi người, rất là vắng luôn, khách du lịch cũng có luôn á. Người thấy hình mình chụp chùa Cầu á, chán chết. Đặc sản Hội An mọi người, đặc sản Hội An. Ai ghé Hội An ghé ủng hộ chị nè. Này chỗ không thể thiếu như đến Hội An, phố cổ Hội An á. Nó đi một vòng cho mọi người thêm. Bến tàu thì neo qua thôi chứ không có khách. Không, bên kia hàng quán vắng hoe. Vắng thê thảm.
này làm ăn gì được trời. Bây giờ mình kiếm quán mình ăn trưa gì đó xong mà uống nước gì đó xong rồi mình đi. Đó, chợ. Phố cổ Hội An. Trời ơi, nó vắng thấy trước hồi đó dịch á, trước khi dịch á ra đây là không có chỗ đi luôn á. Giờ lá hoa rồi em đứng check in thôi. Chán ha. Quán thì đông, cửa hàng thì đông mà khách thì không có, mà không thể làm cái gì khác. Vắng thấy buồn đó á, thấy chạnh lòng luôn á. Rồi anh người Ấn à. Rời khỏi phố cổ Hội An ha. Rồi tiếp tục đi về hướng Tuy Hòa. Hành trình hôm nay thì mình dự kiến sẽ dừng chân ở Tuy Hòa. Tại vì chặng đường này cũng sao là 500 cây chứ không ít. Là nửa đường so với lại quãng đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Và bây giờ việc đầu tiên là phải đi kiếm cây xăng đổ. Kiếm cây xăng đổ trước rồi tính. Lại full bình. Đây là cầu Cửa Đại ha, ở tỉnh Quảng Nam. Cầu này cầu lớn á, một cái cầu lớn của Quảng Nam. Nhìn hoành tráng á. Ở Tam Hiệp, Quảng Nam. Phun bình là 610. Mình đi đường Hội An đi qua Tam Kỳ á. Đi đường trong Đà Nẵng qua Hội An ra Tam Kỳ luôn. Bây giờ còn cách Quảng Ngãi khoảng 40 cây. Quảng Ngãi về Sa Huỳnh. Nếu mà điều kiện giao thông cho phép thì chắc đến Tuy Hòa đâu đó khoảng 6-7 giờ tối. Còn không chạy nhanh được thì cũng phải 7-8 giờ. Mình đến Quảng Ngãi ha. Mới chạy qua cái đường quẹo vô Dung Quốc đó.
chạy đường trong, xe nó hết xăng mà mình không nghĩ cái đường trong nó lại không có cây xăng. Chạy đến dọc cuối cùng, chạy đến xăng đến dọc cuối cùng luôn. Ra đến quốc lộ rồi bắt đầu nó mới có cây xăng. Rồi đường tàu nè, đường tàu ở đây nè. Hồi đó đi ra đây buổi tối không có thấy, không có thấy gì, đi qua Quảng Ngãi không có thấy gì hết á. Mình đang đi trên cầu Trà Khúc ha. Sông Trà Khúc của Quảng Ngãi. Đi phía bên này là cảng cảng Sa Kỳ. Mấy cái địa danh nghe hay ha, Sa Kỳ, Sa Quỳnh. Chào mấy anh em biker của Quảng Ngãi nha. Hai biker Quảng Ngãi thì có xem video clip này thì cho mình xin chào nha, gửi lời chào nha. Đây là cái tuyến đường tránh, tuyến đường tránh trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Đường tránh Sa Quỳnh ha, Sa Quỳnh của Quảng Ngãi á. Đi thì hai bên đồng lúa như nè. Miền Trung mùa này là mùa lúa hay sao? Hôm bữa đi từ từ Quảng Nam qua qua Đà Nẵng là thấy cánh đồng lúa nó như vậy không nè. Lúa mới chỗ, đang chỗ luôn, đang chỗ bông luôn. Nhìn đẹp quá. Năm nào miền Trung cũng dính bão. Mấy chỗ này mà bão nó đi qua cái chắc không còn là gì. Rồi. Mấy bác chạy, mấy bác lấn quá, lấn luôn. Chạy vậy rồi á, có chuyện gì á. Rồi họ nói sao xui. Ai cũng phải làm kiếm tiền hết chứ có ai không làm kiếm tiền. Nhưng mà nhiều người kiếm tiền kiểu bất chấp á, không biết nó làm cái gì. Cái đường này nè, đẹp ghê á, trồng lúa mênh mông luôn. Quật lúa nè, tôi phơi lúa ngoài đường nè. Ở đây vẫn còn phơi lúa ngoài đường đó. Thấy không? Đây, mọi người thấy không? Đó. Phơi cực lắm nhá. Ra quét liên tục, quét dọn liên tục nguyên con đường dài như vậy. Phơi rồi vô bao rồi quét rồi phơi cứ vậy. Trời mưa cái là chạy không biết làm sao luôn. Cứ phơi như vậy đó. Rồi đốt rơm đốt rạ không nha. Thói ôi trời ơi, rác này. À, một con dốc. Thành phố Hồ Chí Minh còn 782 cây. Lúa người ta cứ trồng dài ra dài ha.
đốt, người ta thu hoạch xong là cái người ta đốt. Rồi lúa đã chín hết trơn rồi nè, mọi người thấy không? Lúa đã chín hết trơn, để mình đứng lên cho mọi người coi. Đó, ở đây người ta vẫn phơi nè, người ta vẫn phơi như vậy. Đường rồi đi giữa núi. Ôi nó đẹp dữ vậy. Sao mà nó đẹp dữ vậy? Bình Định rồi. Chào anh em biker Bình Định nha. Chào anh em biker Bình Định. Bình Định như 77 ha. Bình Định á, đèo nhông, đèo nhông, đèo nhông, không nhớ, đi qua cái này không nhớ tên cái đèo này. Kiểu như giống như đèo chuối vậy. Giống như đèo chuối, nó không có vực thác gì hết á, thấy con đường thôi. Đến Quy Nhơn, 5 giờ đến Quy Nhơn. Mình đi thẳng đi về hướng Phú Yên. Phú Yên Tuy Hòa. Để mình dán là đó đâu đó nghỉ ngơi một chút rồi uống nước. Này thì có khả năng mình về Nha Trang kịp. Để về Nha Trang luôn. Về Nha Trang thì ngày mai mình đi xuất phát thì nó trễ hơn một chút cũng được. Gì vậy? Quay ngược lại hả? Rồi, cảm ơn. Ủa này nó bị gì, nó đóng lại rồi ta. Đèo Cù Mông. Giờ phải đi đèo Cù Mông. Đèo Cù Mông.
tỉnh. Tại Tuy Hòa còn có khoảng 80 cây nữa tới rồi. Mình chạy tí xíu chắc về Khánh Hòa nghỉ. Đèo rất là đẹp. Đường không biết lên kia có bị hư gì không chứ còn đoạn này chạy đường đẹp. Cảnh cũng đẹp. Đáng chạy tới Tuy Hòa chứ để trời mưa. Trời chuyển mưa. Tuy Hòa là nổi tiếng cơm gà. Đi đâu cũng thấy cơm gà. Đó, đến địa phận của Phú Yên rồi đó. Đến địa phận của Phú Yên rồi. Thành phố Tuy Hòa rồi bà con. 6:30. Mình ghé vô đâu đó uống nước rồi dắt mình dọc về Nha Trang luôn. Tại vì cũng còn có khoảng 125 cây à. Cái quán nước nè người ta. Ghé vô cái quán nước nào đó uống nước rồi nghỉ ngơi rồi xíu rồi chạy về Nha Trang luôn rồi chắc vô cái cây xăng kia. Tới Tuy Hòa hơi sớm cho nên là quyết định chạy về Nha Trang luôn. Để ngày mai nó mình khởi hành xuất phát nó gần hơn được một chút. Tại vì chỗ này thì cách Nha Trang cũng có khoảng 100 cây à. Nên làm luôn. Trời sáng thì bỏ tay luôn á chứ. Nè coi nè. Đó. Đèn thường của mình đó. Đèn thường của xe đó, đèn zin xe đó. Mà chịu khó thôi, xe ngược chiều đi về thì mình điều chỉnh ánh sáng nó yếu lại một chút hoặc là tắt. Á vượt đèo cả trong đêm ha. Đi đèo cả. Mình định ngày ngủ ở Tuy Hòa xong rồi sáng mai đi về đi qua đèo cả ngắm bình minh một chút nhưng mà thấy còn sớm quá. Chứ còn kế hoạch của mình là chạy 500 cây rồi nghỉ nửa chặng đến lối vào đèo cả ha. Hầm đèo cả này có thu phí. Đi thẳng là hầm đèo cả. Quẹo qua bên kia là đèo cả. Đường hầm thì nó cấm xe máy. Đường dài 12 cây số. Rồi vô đây phải mở đèn, trời ơi, sáng rồi. Không thôi là không thấy đường chạy. Đó, đều cả buổi tối. Đó, người thấy thú vị không?
trời, nó leo lên thấy thấy tội luôn á. Chạy cà rỉ vô mỏ, cà rỉ vô mỏ. Đêm có cái thú vị của nó ha, trống trải. Bây giờ lên đến đèo Cỏ Mã, cái đoạn này nhiều đèo lắm mà đèo ngắn ngắn không à, đèo Cả là dài nhất rồi. Đang hướng về Nha Trang. Tối trống trải, mát mẻ. Chỉ có cái là tầm nhìn hạn chế thôi. Mấy xe chạy ngược chiều cũng xài đèn pha sáng quá.